quá. Đâu ông ở ngay chỗ có dịch vụ mà ông cái gì vụ gì ta? Vụ gì? Đòi nợ. Cho vay tiền. Cái mặt ông mà đòi nợ cái gì? Thằng anh kêu em ở gần mà. Ở gần đúng không? Ủa chỗ đó có dịch vụ đòi nợ cho vay luôn hả? Dịch vụ cho vay tiền luôn. Dịch vụ có được đầy đủ hết. Dịch vụ trả góp. Có dịch vụ làm thuê không? Thuê gì? Thuê chẳng hạn như là một người phụ nữ nào đó mà có luôn. Quá chồng rồi đó. Có luôn. Giới thiệu tôi. Trả góp 300.000. Trả góp luôn hả? 300.000. Có luôn hả? Trả góp một tháng. Thôi sao mệt quá, chuyện nó mệt quá. Bây giờ dặn như ông biết cái chỗ nào mà gọi mà hút buồn cầu, ông kêu giùm tôi cái ơi. Anh sử dụng buồn cầu sao để hút hay vậy? Thì lâu ngày nó cũng phải đầy phải nghẹt chứ, nói chuyện ta. Chắc anh vừa xài anh vừa dùng giấy xuống luôn đúng không? Cái buồn cầu tôi là biết bao nhiêu năm không? Nhiều. Hình như gần 30 năm rồi. Trời đất ơi. Gần 30 năm thì ông nghĩ đi, rồi cái nhà này là thời của ông ba tôi nè. Rồi từ ông ba tôi mà tôi năm nay nhiêu tuổi? Để vô em nói chuyện cho nghe nè. Anh có hai vợ chồng đúng không? Đúng rồi. Nhà anh có hai vợ chồng thì nó sẽ lâu đầy hơn đúng không? Chứ nhà mà tầm 3-4 người với lại nhà toàn là con gái không thì lại nhanh đầy gấp mấy lần. Con gái là sao mà nhanh đầy? Yeah. Con gái không sao đâu. Con trai thì có thể đi vệ sinh ở ngoài được, con gái thì ép buộc đi phải vệ sinh ở trong. Ủa ông đi sinh bên ngoài ông đi đâu nói tôi nghe coi. Thì ra đứng nè, đứng đầu đường đái đại đi nè, đi đái mà. Không đi ị rồi chẳng đám ra đường. Thì đi ị ép buộc phải vô nhà. Nhanh đầy thì ép buộc mình phải đi hút hầm cầu. Hút thôi. Rồi lâu lâu thì nó nghẹt. Anh chưa hiểu cảm giác đâu. Nhắc gì? Cảm giác là cục xít chui xong. Cục xít chui xong là sao? Có nghĩa là khi mình đi đại tiện xong á, mà cái kiểu mà xối nó không có trôi á, mà cái cục xít nó cứ đổi lòng bồng nhìn nó ỏi lắm chứ không nổi đâu. Sao chưa từng trải ông? Em trải rồi em biết. Tôi nói ông, trời đất tôi ơi. Nói ông mà tôi thấy rồi. Cái bữa hổm là tôi vô tình tôi đi vô nhà nghỉ thôi. Cái nhà nghỉ tôi không biết là vấn đề mà gọi là số lượng nó nhiều hay là gì tôi không biết. Mà khi mà tôi mở cửa để đi vệ sinh á, tôi nói vô trong đó là thấy xúc xích nó nổi lình bình quá trời luôn. Đó là một niềm ám ảnh. Thà ship của mình thấy còn chịu được. Chứ mình vô mình thấy ship người ta mình thấy chát, nhìn thấy nhợn liền. Đó, cái liền. Trường hợp mấy anh em đang gặp sử dụng nhiều quá, đâm ra bị tắc nghẽn hầm cầu. Nhất là nhà trọ mà tập thể. Đúng rồi, rất là hay bị. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh với tất cả mọi người là một cái cách để cho anh với tất cả mọi người là sử dụng buồng cầu là không cần phải hút hầm cầu, là nó tự hủy trong đó luôn. Thứ hai đó là không sợ bị nghẹt cống, không sợ bị gặp tình trạng là cục xích trôi xong. Cục xích là cái gì mà cục xích? Nhiều người có biết cục xích là cái gì đâu hả? Cục xích trôi xong, nói vậy thôi tiếng Anh thôi chứ nói tiếng Việt thì hơi thô tục một xíu. Cục phân đi. Cục phân trôi xong. Vậy đây. Nhà anh lỡ đầy rồi, ép buộc phải hút đi đã, hút rồi được sau anh mới làm thôi. Chứ mình cũng không có cứu nổi được đâu. Nói chung là nó đầy thì cũng chưa nổi đầy, kiểu là dạng ông biết là cảm giác khi mình dội nước mà cảm giác như nó xuống chậm không biết. Đúng rồi, là chứng tỏ là cái hầm đó đã hơi bị đầy rồi. Đầy rồi. Nó không có hơi nữa. Thì nếu mọi người đang gặp tình trạng lỡ giống như anh Khải rồi thì lỡ thì đi hút bỏ mấy triệu hút đại một lần đi. Cách sau em sẽ chia sẻ sau. Đây em máng này qua cho anh. Có hả? Có, nhà em sử dụng 3 tháng xài lần là không bao giờ sợ là buồng cầu nghẹt. Ok. Em chia sẻ cho anh nè. Cái này là men xử lý bể phốt. Bể phốt là cái gì thằng? Là bể cầu của anh á. Thì cái này á, em khuyên mọi người là nếu mọi người nhà có bể phốt thì mọi người nên sử dụng cái men này, nó rất là hiệu quả. 3 tháng sử dụng một lần. Cái men này sẽ giúp cho phân của mọi người giấy luôn. Nếu mà nhà mọi người sử dụng mà bể phốt mà mọi người thả giấy xuống nó luôn thì sử dụng được luôn, nó sẽ phân hủy cả phân cả giấy luôn, nó rã hết ra luôn. Cái gì mà diệt nấm này trứng nè, nữa. Tí nữa anh có thể anh vô anh sử dụng cho mọi người xem cũng được. Ok. Rồi ok. Cái này sẽ chống mọi người là chống tắc nghẽn hầm cầu, bể phốt nè, khử mùi hôi thối thì chắc cứu nhà nào phải gặp rồi. Rồi ok, là diệt mầm móng bệnh, trứng giun trứng sáng thì anh biết là phân của động vật lúc nào cũng phải có trứng giun và trứng sáng. Người. Đúng rồi, rất là nhiều trứng giun và trứng sáng, mầm bệnh. Rồi ok, và chống ô nhiễm môi trường. Nói chung là cái men này sẽ giúp cho anh là phân hủy hoàn toàn phân trong bể phốt của anh, phân rã ra. Ê nhưng mà cái đó một khi đã phân hủy thì nó còn có mùi nữa. Thì đúng rồi, nó xử lý nó chứa rất là nhiều nè, 10^8 nè, miligam là rất là nhiều vi sinh vật mà phân hủy rất là nhiều. À vi sinh vật để hàng tỷ con á. Ok, nói chung đơn giản vậy thôi. Mọi người mua cái này nè, mọi người đổ vào bể phốt 3 tháng sử dụng một lần nè, chu kỳ nè, 200g nè trên 1m3 nè, với 1.5m3 nè. Nè, từ 3 đến 4 tháng đổ một lần, chống thăng tóc phốt. Không phải thông hút nè, ta ghi luôn chắc cú luôn nè. Bây giờ ok.
Ê nhưng mà mình đổ cho đó khi đó mình lên trển mình ngồi nó có độc hại không? Không, với lại nè, anh sử dụng cái này là anh sử dụng vào ban đêm, là tối anh mới làm. À là trong đêm đó mình không có sử dụng không? Đúng rồi, không sử dụng anh mới làm. À. 3 tháng anh sử dụng lại một lần là em đảm bảo là anh không bao giờ gặp tình trạng là phải đi gọi hút hầm cầu chỉ cho mất công. Mất mấy triệu, với lại là anh không sợ bị tắc nghẽn, thấy được cục xít trôi xong. Cục xít, cục phấn. Rồi ok, vô đây em hướng dẫn mọi người cách làm luôn. Bồn cầu tự hủy chúng ta không có cách nào đâu, ngoài trừ chúng ta phải mua em zin nấm về sử dụng thôi. Rồi anh cắt ra anh đổ vô. Cắt ra đúng không? Cái này một gói luôn hả? Anh đổ một gói luôn không sao đó, càng nhiều càng tốt. À, này mọi người mua sử dụng. Đổ vô đúng không? Cái này chỉ có cách này thôi mọi người, chứ em không có cách nào em hướng dẫn mọi người hầm tự thiêu mà tự chế đó. Thôi để mở trong rộng đi. Này chúng ta chỉ có cách mua mấy cái sản phẩm em diêm ở ngoài mấy cái tiệm mà nó không tiêu sao? Anh đổ nước anh xối xuống mà. Xối nước à? Ừ, cho nó xuống hầm cầu. Chứ không để bình bình vậy. Cái này gọi là cái men thôi, cái men nó xuống đó nó sẽ tự tạo ra vi khuẩn phân hủy cho mọi người. Đó mọi người đổ xối. Trời ơi sao nó cũng bám bám nhìn kỳ ghê vậy ta. À nó chưa thấm đúng không? Là cái này nó xuống đó nó sẽ pha trộn với nước nó tự phân hủy à? Đúng rồi, nó tự sản sinh ra vi khuẩn phân hủy. À. Đó, đơn giản vậy thôi. Đây là cách em chia sẻ mọi người. Mọi người cứ sử dụng cái này rất là ok nha. Chẳng có cách nào đâu, mọi người phải buộc ép buộc mọi người phải mua cái men phân hủy thôi thôi. Rồi ok, 3 tháng mọi người sử dụng một lần thì đảm bảo là mọi người không sợ phải gọi hút hầm cầu và không sợ tắc nghẽn hầm cầu nữa. Vậy là mình cứ 3 tháng sử dụng lần. Cứ 3 tháng anh sử dụng một lần là ok. Khử mùi luôn đúng không? Khử mùi, diệt vi khuẩn, diệt sán, trứng sán, ấu trùng sán, nói chung là toàn diện cho anh á. Ok. Ok nhớ đăng ký bật chuông, hẹn lại tới đến sau nha.